Nay chúng ta sẽ đi vào một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với FVG, với Fair Value Gap. Và để xem video ngày hôm nay, cụ thể video này là video số 2 trong trại tu tiên và là video thứ 4 về FVG. Vậy thì để xem video ngày hôm nay, các bạn phải xem lại những cái kiến thức cũ để có thể áp dụng những cái phần trong kiến thức cũ vào trong video lần này. Cụ thể là các bạn nên xem video số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 trong trại tu tiên để các bạn có thể hiểu rõ hơn về video này. Nói qua thì video số 7 là video nói về phá vỡ cấu trúc, đi khá sâu về phá vỡ cấu trúc. Video số 8 là một video 50 mấy phút nói về thanh khoản, các bạn phải hiểu về hai khái niệm ở trước. Ok, thì các bạn mới tới được video này. Còn video thứ 9, video thứ 10, video thứ 11 là 3 phần trước về cái FVG, về cái Fair Value Gap. Và trong đấy thì mình cũng chứa đựng rất nhiều những cái kiến thức về FVG, không chỉ là cách xác định FVG mà những cái đặc điểm riêng, những cái FVG nâng cao. Còn video số 12 này, cơ bản chỉ là ghép tất cả những kiến thức chúng ta từng học vào thành một cái hệ thống giao dịch để chúng ta có thể kiếm tiền với nó. Vậy trước khi chúng ta đến với cái phần chính trong video ngày hôm nay, đó chính là một cái hệ thống giao dịch với FVG, thì mình vẫn có đâu đó khoảng 8 bài học mới mình muốn truyền đạt cho các bạn. Nó là 8 bài học mới nhưng mà gần như nó chỉ là những cái tip thực chiến mà các bạn sẽ thấy ở trong một cái đô thị thật. Kiến thức đầu tiên mình muốn truyền đạt đó chính là liên quan đến Breakaway FVG. Để mình làm rõ cho các bạn nhé, cái Breakaway FVG gần như chỉ có tác dụng để mà định hướng xem là giá sẽ tới đâu, nó thể hiện cái lực đẩy lên, lực đẩy xuống của giá. Chứ cái Breakaway FVG không có giá trị để chúng ta giao dịch. Có nghĩa là nếu bây giờ giá đang hình thành như này, thì một cái Breakaway FVG giảm thì nó có hồi lên đây, chúng ta cũng sẽ không giao dịch bán xuống dưới. Nhớ này, bởi vì Breakaway FVG là một cái FVG rất yếu, thậm chí nó còn không phải là một cái FVG chính thức. Số 2, nếu mà cái giá nó tới vùng thanh khoản rồi mà nó quay lại thì cơ bản là Breakaway FVG sẽ biến thành cái FVG, nhưng cái FVG này vẫn yếu. Chúng ta không nên giao dịch với Breakaway FVG. Breakaway FVG không có lực đẩy, không sử dụng được để giao dịch, cũng không có cái lực hút. Mình đã từng nói liên quan đến là FVG nó có tính hút, đúng không? Đấy, để thu hút giá tới cân bằng. Nhưng cái Breakaway FVG không có những tính chất đấy. Nó chỉ thể hiện cái lực đẩy của giá thôi. Có nghĩa là bây giờ nếu mà giá đang đi xuống mạnh như này, đúng không? Giá đi xuống mạnh này hình thành ra một cái Breakaway FVG thì chứng tỏ là lực giảm nó rất mạnh, lực giảm rất mạnh, và có thể là nó sẽ đi xuống sập nữa. Tới ít nhất khi nó ăn được cái thanh khoản tiếp theo, ăn được tới vùng thanh khoản tiếp theo, hoặc là nó chạm tới cái FVG ngược chiều tiếp theo, thì chúng ta mới có thể kỳ vọng được là giá nó hồi về vùng FVG này. Đấy, vậy là Breakaway FVG thực sự nó yếu, nó không có quá nhiều tác dụng ngoài trừ việc là để định hướng giá cả. Ok, đấy, mình nói qua như vậy. Vậy Breakaway FVG trở thành FVG giao dịch được khi nào? Thì lần trước mình có nói cho các bạn về một cái loại FVG, đó chính là FVG trùng đỉnh đáy, hoặc là ông Ajo gọi nó là Overlap FVG. Có nghĩa là trên thực chất cái Breakaway FVG chúng ta không thể nào dùng để giao dịch được. Nhưng mà nếu cái Breakaway FVG đấy trùng một cái đỉnh đáy nào đó đã bị phá vỡ thì nó sẽ biến thành một cái FVG trùng đỉnh đáy, đúng không? Có nghĩa là Breakaway FVG nếu mà trùng đỉnh đáy thì nó vẫn thành một cái FVG trùng đỉnh đáy được. Và một cái FVG trùng đỉnh đáy thì nó còn mạnh hơn cả một cái FVG bình thường. Thế nên chúng ta có thể giao dịch được với nó. Ví dụ trong trường hợp này, các bạn có thể thấy, ví dụ nhá, đây là một cái Breakaway FVG, ba cái nến này, 1, 2, 3, nó thành một cái Breakaway FVG tại đây. Và cái Breakaway FVG này nó lại trùng với cái đỉnh gần nhất bị phá vỡ. Thì sao? Thì đây là một cái Overlap FVG, nó là một cái FVG trùng đỉnh đáy. Ok, dù là cái FVG trùng đỉnh đáy này được tạo nên từ Breakaway FVG, cái loại FVG mà chúng ta không muốn giao dịch, nhưng nó lại trùng đỉnh đáy. Thế nên là đoạn này có thể giao dịch được. Đoạn này có thể giao dịch được, cái FVG này có thể giao dịch được. Nhưng các bạn phải nhìn này, cái FVG ấy, cái đoạn FVG trùng đỉnh đáy, thật ra nó chỉ là có đoạn này thôi. Có nghĩa là đây là đỉnh, đúng không? Đáy lên trên thì đây là cái đoạn duy nhất mà nó trùng, đúng không? Còn cái phần trên ấy thì nó chỉ là cái FVG bình thường, nó chỉ là một cái Breakaway FVG bình thường thôi. Thế là chúng ta sẽ không giao dịch cái đoạn trên cái này, chúng ta chỉ giao dịch với đoạn trùng đỉnh đáy thôi. Nó chính xác là cái đoạn FVG này đấy. Thì đây mới chính là cái đoạn mà chúng ta sử dụng để giao dịch. Ok, nhưng nếu bạn để ý, ví dụ ở khung weekly, ở khung một tuần, thì nó cũng hình thành ra cái gì? Hình thành ra một cái FVG, một cái Breakaway FVG, ba cái đấy này, 1, 2, 3, ở đây. Đây là một cái Breakaway FVG. Chúng ta sẽ không giao dịch với Breakaway FVG, nhưng cái đoạn Breakaway FVG này nó lại phá cái đỉnh này. Đây, nó lại phá hai cái đỉnh này.
Thế nên đây là một cái breakaway average trùng đỉnh đáy. Cụ thể là ở này, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ giao dịch với breakaway average này, nhưng chúng ta chỉ giao dịch ở cái đoạn trùng đỉnh đáy thôi. Đấy, và giá tới một average này nó bật lên luôn. Thì chúng ta chỉ giao dịch với cái đoạn trùng đỉnh đáy thôi. Cái breakaway average này vẫn được tính. Đấy. Nhưng mà chỉ tính cái phần trùng đỉnh đáy nhá. Được rồi. Và như bạn hỏi là cái FVG, cái Fair Value Gap, nếu nó bị giá nó test một lần rồi thì sao? Có nghĩa là break Fair Value Gap đấy đã bị sử dụng một lần rồi thì nó còn có tác dụng sử dụng lại lần nữa không? Thì câu trả lời là không. Có nghĩa là nếu mà giá tới cái FVG này xuống đây rồi nó bật lên thì coi như cái FVG này không còn tác dụng gì nữa. Dù nó chỉ là chạm nhẹ, nó chỉ test nhẹ thôi mà nó bật lên thì coi như FVG này không còn tác dụng nữa. Đấy. Hay là FVG chỉ sử dụng được một lần. Chỉ sử dụng một lần. Có tác dụng một lần. Thế nhưng nhiều bạn bảo hỏi mình là ok nhưng mà tại sao ạ? Ok, cứ cho như vậy đi, nhưng mà tại sao nhiều khi em thấy giá nó test FVG một lần rồi, giá đi lên xong giá nó test FVG một lần nữa nó vẫn đi lên tiếp được. Đáng nhẽ giống như bạn nói thì nó giá giá nó phải kiểu nó tới FVG lần thứ hai thì nó phải sập luôn chứ, tại sao nó lại tới cái FVG này xong rồi nó lại đi lên tiếp luôn? Thì câu trả lời là không phải bởi vì cái FVG nó tác dụng mà là bởi vì nó quét cái khoản của cái đáy này, thế nên là nó có thể lên được tiếp nữa. Đấy, còn chiếc FVG nó mất tác dụng từ cái lần đầu tiên rồi và chúng ta sẽ không giao dịch FVG sau cái lần test đầu tiên nữa. FVG nó giống như là order block vậy, chúng ta chỉ sử dụng nó một lần thôi. Ok. FVG tạo ra FVG ở khung nhỏ hơn một cấp, nó là dấu hiệu tốt. Thì mình sẽ có một cái ví dụ ở đây, đó chính là chúng ta có một cái FVG ở khung lớn là khung daily này. Ok. Và sau đó giá tới cái FVG khung daily này mình sẽ biểu hiện ở khung H4 đi. Đây. Giá tới cái FVG ở khung daily này, giá tới, giá test cái FVG ở khung daily này và ngay lập tức giá đi xuống, nó tạo ra một cái FVG ở khung nhỏ hơn là khung H4. Vậy có nghĩa là giá test FVG khung D và từ cái FVG khung D này giá tạo thêm FVG khung nhỏ hơn một cấp là khung H4. Thì đây là dấu hiệu tốt. Nó thể hiện rằng cái FVG khung D nó đã hoạt động. Giá như này có nghĩa là nhiều khi chúng ta có thể đặt một cái lệnh short ngay tại đây, stop loss ngay tại trên này và take profit xuống bất kỳ nơi nào muốn. Bởi vì khi mà giá tạo ra một cái FVG ở khung nhỏ hơn một cấp thì nó gần như là một cái dấu hiệu để xác nhận rằng cái FVG khung trên nó đã hoạt động, giá test cái FVG khung trên rồi và bây giờ nó xoay chiều, nó tạo ra một cái FVG khung nhỏ hơn, có nghĩa là nó giống như là một cái tín hiệu xác nhận ấy, là xác nhận là ok, nó đã xoay chiều thành công, cái FVG này đã thể hiện được sức mạnh của mình và đây là một dấu hiệu tốt cho cái setup của bạn. Đấy, kiểu ok. Sau đó mình sẽ đến với cái yếu tố số 5. FVG trùng đỉnh đáy có tính chất hút mặc dù được hình thành từ breakaway FVG, có nghĩa là cái FVG trùng đỉnh đáy cho dù nó được tạo nên từ cái breakaway FVG thế nhưng mà cái FVG trùng đỉnh đáy ấy, nó có cái tính chất như là một cái FVG thông thường. Được chưa? Và cái đường số 6 là chúng ta sẽ giao dịch ở khung M1, M5, M15, H1, H4, daily, weekly với cả monthly, kiểu giao dịch không tháng, giao dịch nói chung là những cái khung giờ chủ yếu. Vậy là H1 này, ngày này, 4 giờ này, 1 tuần này, kiểu 15 phút các thứ. Tại sao như thế? Thì đâu đó mình nhớ là ở video số 2 hoặc là video số 1 về FVG mình có nói rằng là những cái FVG ở khung 3 phút, những cái FVG ở khung 7 phút, những cái FVG ở khung 30 phút trên thực chất nó vẫn có tác dụng. Thế nhưng, ok, nó đều có tác dụng. Thế nhưng đây không phải là cái FVG mà chúng ta muốn để ý quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì những cái FVG ở những khung thời gian đấy có tác dụng nhá. Nhưng mà nếu các bạn chú ý quá nhiều những cái khung thời gian thì có lẽ là các bạn sẽ nhìn thấy FVG khắp nơi. Có nghĩa là ấy, nhiều khi các bạn không nhìn thấy FVG khung M15 đúng không? Nhưng qua cái khung M30 các bạn lại nhìn thấy FVG. Các bạn không nhìn thấy FVG khung M5 nhưng mà qua khung M7 các bạn nhìn thấy FVG. Có nghĩa là các bạn sẽ bị rối tùm la tùm lum, các bạn sẽ nhìn thấy FVG khắp mọi nơi, các bạn sẽ nhìn thấy setup giao dịch ở khắp mọi nơi. Và điều đấy chỉ khiến các bạn rối thôi. Vậy nên là mình khuyên các bạn nên giao dịch ở những khung thời gian truyền thống, những khung thời gian phổ biến. M1, M5, M15, H1, H4, khung day, khung giờ, khung ngày, khung tuần, khung tháng, đúng không? Chỉ thế thôi. Chúng ta chỉ cần để ý thế thôi, còn nhiều quá nó sẽ bị phức tạp. Thế đây là lời khuyên. FVG nó hoạt động ở mọi khung thời gian nhưng mà chúng ta cứ giao dịch ở những khung thời gian mà phổ biến như thế này cho nó dễ nhìn ha. Đừng làm một thứ phức tạp quá. Tiếp theo là vào lệnh với FVG ngắn hạn
khi mà giá nó nằm vùng Killzone với là yếu tố thời gian ủng hộ ấy, mình đã nói cái này ở cái video số 3 rồi. Và vào lệnh với FVG dài hạn khi mà có tin tức. Ok, thì một chút cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Mình nhớ ghi chú đây mà nhỉ. Ok, thì ví dụ trong thời gian dài hạn, nếu các bạn là một trader giao dịch dài hạn đi, mình không chuyên giao dịch dài hạn lắm, nhưng mà ví dụ các bạn giao dịch dài hạn thì các bạn sẽ dùng cái FVG không weekend khi không tuần nếu mà tuần đấy có tin tức quan trọng, hoặc là các bạn sẽ sử dụng FVG không day nếu như mà hôm đấy có tin tức quan trọng. Nghe thì có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà ok, mình sẽ ví dụ. Các bạn có thể nhìn thấy ngay tại đây ba cái nến này, 1, 2, 3, chúng ta có một cái fair value gap mà chúng ta có để giao dịch được. Fair value gap trùng đỉnh đáy nhá, đây trùng đỉnh đáy. Và khi mà nó xuống đây thì các bạn thấy nó sideways rất lâu, có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta đặt lệnh giao dịch ở đây chúng ta sẽ mất rất nhiều phí giao dịch và nhiều khi chúng ta sẽ bị stop loss ở những khung thời gian nhỏ hơn đấy. Thì trên thực chất đấy các bạn phải hiểu những cái ngày này giá cả nó không hoạt động, giá nó không xuống một phát, nó phi lên luôn. Bởi vì sao? Bởi vì không có tin quan trọng. Theo mình nhớ là vào ngày hôm 17 và ngày hôm 14 này là có tin gì đấy, là tin CPI thì phải, CPI hoặc là một trong ba cái tin quan trọng mà tí nữa mình sẽ đề cập. Chứ mà hôm mới có tin quan trọng thì giá mới bắt đầu từ cái FVG đấy nó bật lên mạnh. Còn những cái hôm trước nó chỉ có vài cái tin lẻ tẻ như là mấy cái tin thất nghiệp các thứ thôi, có nghĩa là nó cũng là tin đỏ nhưng mà nó không phải tin quan trọng ấy, nên là giá cứ đi sideways, giá mãi không chịu di chuyển. Và mình đã nói cái sự quan trọng của cái biến động cái biến động giá trong cái cách sử dụng FVG rồi, có nghĩa là nếu mà cái FVG được tạo ra ở một vùng Killzone, tạo ra ở những cái thời điểm có tin tức, tạo ra ở những cái thời điểm mà nó có biến động thì giá mới có thể dễ dàng di chuyển tới cái take profit của chúng ta được, đúng không? Và nếu mà chúng ta biết rằng ok, ngày hôm nay từ ngày hôm 13 đến ngày hôm 7 nó toàn là những cái tin tức tầm phào, nó không có giá trị giao dịch lắm, thì chúng ta có thể không giao dịch trong những ngày này và chúng ta bắt đầu tham dự giao dịch vào cái ngày không có tin, đúng không? Nghe có vẻ là có lợi thế hơn, đúng không? Bởi vì chúng ta giao dịch ngay trong ngày hôm đấy và chúng ta có thể đặt take profit ngay trong ngày hôm sau, đúng không? Tương tự, ngay ngày hôm sau thì chúng ta lại có một cái fair value gap có thể giao dịch được. Và ngày hôm 16-17 chúng ta cũng có những cái tin đỏ, những cái tin quan trọng liên quan đến USD. Vậy có nghĩa là trong ngày hôm đấy, trong cùng lúc với cái fair value gap này thì giá lại có những cái tin quan trọng, vậy chúng ta có thể giao dịch được, đúng không? Đấy, tất nhiên là bởi vì là tin nó không phải mạnh như là tin hôm trước, mà nó chỉ là những cái tin liên quan đến thất nghiệp thôi. Thế nên là giá nó có đi lên nhưng mà gọi là đi lên một đoạn rồi nó lại quay đầu. Nhưng mà để các bạn thấy rằng ấy, là chúng ta ví dụ rằng muốn giao dịch dài hạn, muốn giao dịch daily như này, sử dụng cái khung thời gian là FVG không daily, thì chúng ta nên để ý xem là cái hôm đấy giá nó có tin tức quan trọng không. Nếu mà giá có tin tức thì nó mới có cái biến động, nó mới có cái động lực để đẩy giá lên cái take profit của chúng ta, hoặc là đẩy giá xuống cái take profit của chúng ta. Đấy, nên là ví dụ như là chúng ta có một cái fair value gap như thế này. Như này. Nhưng mà ngày hôm sau chả có tin gì quan trọng. Thì tại sao chúng ta phải tham dự giao dịch ngày hôm sau? Đấy. Đúng không? Vậy là bạn nên canh thời gian để vào lệnh cho nó chuẩn. Nếu mà cái yếu tố thời gian nó không ủng hộ cho cái lệnh giao dịch của bạn, cho cái FVG của bạn, thì có lẽ là bạn sẽ không đặt take profit được đâu. Nghĩa là ví dụ nhé, không phải là nếu ngày hôm 17 nó có tin tức thì ok, chúng ta có thể đặt take profit. Nhưng ví dụ ngày hôm 17 không có tin tức, ngày hôm 18 không có tin tức, ngày hôm 19 không có tin tức, cả đống ngày sau không có tin tức, vậy thì cái FVG này sẽ còn hoạt động được không? Hay là nó sẽ lại sideways như này xong rồi đi xuống, kiểu nó sẽ không hoạt động, cái FVG này sẽ mất tác dụng đi, có nghĩa là càng sideways thì cái FVG gần như là không tác dụng nữa. Đấy. Và có một tính chất rất hay ho mình muốn nói cho bạn, đó chính là giá sẽ sideways trước khi tin tức quan trọng được công bố. Có nghĩa là ấy, các bạn có nhìn thấy như cái ví dụ vừa nãy mình cho bạn xem, thực chất ấy không phải là cái ngày hôm từ ngày hôm thứ 13 đến ngày hôm thứ 7 này không có tin, nó vẫn có tin, nhưng mà chỉ là tin nó là tin đỏ nhưng mà nó không mạnh bằng cái tin hôm thứ 13 hôm thứ 14 thôi. Thế nhưng hôm thứ 14 mình nhớ là tin CPI hay là tin NPF gì đấy, sorry mày. Nhưng mà đây ba cái tin mạnh nhất là tin CPI này, tin NFP với là tin FOMC, kiểu đây là ba tin tức mạnh nhất mà bạn nên chú ý. Đấy, có thể là trong ngày những ngày hôm nay có tin tức ok, là có tin tức đỏ thật, thế nhưng tất cả tin tức nó phải chờ đợi, nó không biến động quá nhiều mà nó chờ đợi khi mà cái tin tức thực sự quan trọng ra mắt thì giá mới biến động mạnh, giá mới bùng nổ mạnh. Còn trong những trường hợp này thì những ngày hôm sau cũng không có nhiều tin tức gì nó quan trọng lắm, thế nên là giá vẫn có thể để lên được, dù cái hôm 16-17 chỉ có cái tin tức thất nghiệp thôi, giá vẫn đẩy lên được.
Và tương tự với tính chất đấy nhá, dù sau này các bạn giao dịch ngắn hạn đấy thì các bạn sẽ để ý là vào những cái ngày mà có tin tức quan trọng được công bố, ví dụ như là tin tức quan trọng được công bố vào lúc 9 giờ tối thì gọi là cả ngày hôm đấy thị trường sẽ sideways, thị trường sẽ ảm đạm, không biến động gì nhiều lắm cho đến khi mà tin tức lúc 9 giờ được ra mắt. Đấy, đây là một cái mẹo giao dịch thực chiến. Tiếp theo là với ngắn hạn nhé, nói về dài hạn, nói chung là nói về dài hạn thực ra là mình không giao dịch dài hạn nhiều lắm nên là mình không có kinh nghiệm thực chiến lắm, mình chỉ nói những cái hiểu biết của mình thôi. Nhưng mà với ngắn hạn thì giá sẽ biến động cao khi mà tới Q zone. Có nghĩa là những cái FVG như cái video thứ ba mình đã từng nói là những cái FVG được tạo ra ở Q zone sẽ mạnh hơn bình thường. Đấy. Và có lẽ là mình sẽ làm thật nhiều ví dụ và lúc tí nữa liên quan đến cái vấn đề ngắn hạn, giao dịch ngắn hạn với cái Q zone này. Ok, thì mình sẽ nói liên quan đến một chút về Q zone. Q zone là cái gì? Q zone là nói chung là cái phiên mà cái cặp đấy, nói chung là cái phiên mà thị trường nó sẽ giao dịch nhiều hơn, nó sẽ biến động nhiều hơn. Ví dụ như là vào phiên của châu Á là vào lúc 10 giờ PM, 10 giờ tối đến lúc 00 giờ. Ở cái giờ các bạn cài đặt giờ là giờ New York nhá, giờ UTC-5 nhá. Thì vào lúc 10 giờ đến 0 giờ tối thì sao? Thì những cặp liên quan đến GPE nó sẽ hoạt động mạnh, nó sẽ có biến động mạnh vì lúc này có nhiều người châu Á giao dịch hơn. Đúng không? Thì những cặp liên quan đến GPE nó sẽ có biến động mạnh. Cùng lúc đó thì những cặp như là AUD với cả NZD nó cũng có biến động mạnh luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đây là châu Úc và châu Úc là phía đông của châu Á đúng không? Châu Úc là phía đông châu Á. Hình như vậy. Thế nên là những cặp này nó cũng sẽ biến động theo. Những cặp như là kiểu GPE USD, USD GPE này hoặc là GPE AUD hoặc là kiểu NZD GPE thì nó sẽ có biến động khá mạnh vào lúc 10 giờ tối cho đến 00 giờ. Và giờ là giờ New York nha, giờ New York nha. UTC-5 hoặc là UTC-4 nha, giờ New York. Cụ thể là giờ New York. Đấy. Và tương tự là giờ ví dụ trong phiên London Q zone này thì nó là vào lúc 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng đúng không? Thì vào cái khoảng thời gian này thì sao? Thì những cái cặp như là kiểu GPE ER nó sẽ hoạt động rất mạnh cho đến những cặp kiểu ZF và GAD. Tiếp theo là ở New York Q zone thì sẽ, những cái cặp liên quan đến USD sẽ hoạt động rất mạnh vào khoảng lúc 7 giờ sáng đến 10 giờ thì đó là phiên. Đấy, thì bạn sẽ chỉnh là UTC-5. Thì các bạn nhìn những cái giờ này mình cho mình UTC-5. Thì liên quan đến USD ví dụ nhá, USD GPE đúng không? Thì nó có một phần trước là USD ở phiên New York và GPE ở phiên châu Á. Vậy thì cái cặp này nó sẽ có biến động mạnh và chúng ta có thể giao dịch được với FVG vào lúc 10 giờ đến 0 giờ và vào lúc 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Ok, và đây là hai khung thời gian mà chúng ta có thể giao dịch được, hai phiên mà chúng ta có thể giao dịch được với FVG. Lúc ấy FVG sẽ giao dịch hiệu quả hơn và mình sẽ lấy ví dụ vào tí nữa. Ok, tương tự với GPE USD thì GPE USD nó là không London đúng không, còn USD là không New York, vậy thì nó sẽ biến động vào lúc 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng và 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Chúng ta có thể gộp chung bởi vì hai cái phiên này nó khá là liền kề với nhau, mà chúng ta có thể gộp chung là cái ví dụ cặp này nó sẽ biến động vào lúc 2 giờ đến 10 giờ sáng giờ New York. Những thông tin này quan trọng như nào thì nữa ví dụ mình cho các bạn biết. Như sau, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái hệ thống giao dịch của chúng ta. Hệ thống giao dịch thuần sử dụng FVG, thật ra không hẳn là thuần nhưng mà hãy nghe mình nói. Thì trên thực chất đấy, các bạn nên tham khảo những kênh YouTube mà mình chia sẻ ở đây, bởi vì là mình học rất nhiều từ những kênh nước ngoài như này. Và trong đấy cái hệ thống ngày hôm nay là hệ thống giao dịch về FVG, thuần FVG là xuất phát từ ông Ayo. Thế nhưng ấy, ở cái phần yếu tố số 5 thì ông mới sử dụng cái setup và lệnh là thông qua cái hai cái FVG này của ông đấy. Nhưng sau khi backtest hàng trăm lần, thậm chí xem rất nhiều video thì mình cảm thấy cái yếu tố này vẫn khá mơ hồ. Thế nên mình thay thế nó mà là sẽ sử dụng xác nhận bằng cái phá vỡ cấu trúc. Và mình sẽ nói cụ thể ở những cái ví dụ. Nhưng chúng ta hãy cứ đi sâu vào cái hệ thống giao dịch này và mình sẽ lấy ví dụ. Thì hệ thống giao dịch này có 6 yếu tố. Có lẽ là cái yếu tố đầu tiên và yếu tố thứ hai là quan trọng nhất. Hiểu được nó, cái này rất dễ dàng thôi, nhưng mà hiểu nó là các bạn đã nắm chọn được 50% của vấn đề rồi, là các bạn đã nâng cái kết quả giao dịch của các bạn cao lên rất nhiều rồi. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi là giá sẽ di chuyển tới đâu. Giá sẽ di chuyển tới đâu, xác nhận xem là giá sẽ di chuyển tới đâu. Thông qua việc chúng ta sử dụng cái khung thời gian lớn để chúng ta xác định. Ví dụ là chúng ta sử dụng khung thời gian tháng để xác định xem là giá sẽ di chuyển tới đâu. Chúng ta sẽ vào khung thời gian lớn để xác định giá sẽ di chuyển tới đâu, nhằm xác định được cái take profit xa của chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ xác định được cái hướng đi khung nhỏ, khung thời gian nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ trong một điểm này, tí nữa mình giải thích tại sao. Nhưng mà mình nhận định là giá của thằng Bitcoin kiểu quái gì nó cũng lên đây. Vậy thì mình sẽ biết rằng là ok, mình đang xác định ở khung thời gian M1 là kiểu quái gì nó cũng sẽ lên đây. Thì
những cái khung thời gian nhỏ hơn như là khung daily, những khung thời gian nhỏ hơn như là khung H4, những khung thời gian nhỏ hơn như là khung week thì nó phải ủng hộ cái yếu tố để giá lên ở trên này. Đúng không? Bởi vì là khung thời gian lớn nó mạnh hơn những khung thời gian nhỏ, và khi cái khung thời gian lớn nó bảo là giá nó sẽ lên đây thì những khung thời gian nhỏ bắt buộc phải tuân theo. Có nghĩa là lúc đấy H4 có thể đang ở xu hướng giảm, nhưng mà không, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng là giá sẽ lên trên này, thì sau này cái xu hướng giảm đấy nó cũng sẽ phải bị phá, và sau đó giá sẽ lại lên trên cái vùng take profit của chúng ta. Vậy chỉ cần chúng ta xác định được ở khung thời gian lớn giá sẽ di chuyển đâu, thì coi như là chúng ta sẽ biết được là cái xu hướng khung thời gian nhỏ và chúng ta nên thiên hướng mua bán như thế nào rồi. Ok, vậy thì trong trường hợp này, trả lời câu hỏi yếu tố nhất, giá sẽ di chuyển tới đâu? Đối với mình nhìn thấy đây là cái vùng thanh khoản gần nhất, và đây là một cái breakaway fair value gap. Nào, hãy nhớ yếu tố của một cái breakaway fair value gap là gì? Là giá nó sẽ không hồi về đây luôn, không hồi về fair value gap này luôn, mà breakaway fair value gap thể hiện rằng giá có xu hướng di chuyển lên tiếp cho đến khi nào ăn được cái vùng thanh khoản gần nhất, đúng không? Mình đã từng nói điều đấy ở video số 2 về FVG, và vùng thanh khoản gần nhất là vùng này. Vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ nhất là giá sẽ di chuyển tới đâu, tiềm năng giá sẽ di chuyển tới đâu. Vậy là khả năng sắp tới ở những khung thời gian nhỏ hơn, đây sẽ là một xu hướng tăng lên đây, đúng không? Câu trả lời thứ hai là take profit gần nhất khả năng cao giá sẽ tới. Thật ra cái này không hẳn quan trọng lắm, nhưng mà cái take profit gần nhất là cái này, đúng không? Vì là cái đỉnh của cái nến này là cái take profit gần nhất rồi. Đấy, cái này dành cho bạn nào mà các bạn giao dịch không ngắn hạn quá, các bạn sẽ muốn take profit ở trên cái đỉnh này. Câu hỏi thứ ba là giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu từ đâu. Có nghĩa là ok, chúng ta biết mục tiêu là giá sẽ lên trên này, nhưng mà giá sẽ muốn lên trên này bắt đầu từ đâu? Bởi vì chúng ta không thể giao dịch ở khung M1 được. Chúng ta đã từng xác định là ok, giá sẽ không thể xuống cái FVG này rồi phi lên rồi. Vậy thì chúng ta phải tìm kiếm cơ hội giao dịch ở đâu? Giá sẽ muốn bắt đầu di chuyển tới cái mục tiêu này ở đâu? Chúng ta sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn, như là khung thời gian week. Trong khung thời gian này thì chúng ta lại thấy một cái breakaway fair value gap. Vậy có nghĩa là chúng ta không thể giao dịch được. Breakaway fair value gap chỉ thể hiện rằng là giá sẽ đẩy lên tiếp, chứ nó không thể hiện rằng là chúng ta sẽ giao dịch được với cái fair value gap này. Vậy thì khả năng chúng ta lại phải vào khung daily. Vào khung thời gian D1, các bạn có thể thấy là giá đang đi sideways. Mà nếu mà giá đang đi sideways thì chúng ta không thể nào mà xác định được cái điểm vào lệnh của chúng ta. Vì sideways thì những cái FVG nó không ý nghĩa lắm. Thì chúng ta sẽ đợi giá anh thành một FVG cũng như là thoát ra khỏi vùng sideways này. Thì ok, thì tại sao có sideways? Ok, thời điểm hiện tại giá đã thoát ra khỏi cái vùng sideways này, cái thoát ra khỏi vùng sideways hình thành một xu hướng tăng rõ rệt, và nó hình thành ra một cái FVG ngay tại vùng này, ngay tại điểm này. Chúng ta có thể thấy rằng ấy là sao? Câu trả lời nhất, giá sẽ di chuyển tới đâu? Đây là cái take profit gần nhất của chúng ta, và giá chưa chạm vào take profit đấy, đúng không? Vậy là chúng ta vẫn hướng lên trên này, đây vẫn là một cơ dịch của chúng ta. Thứ hai, take profit gần nhất khả năng cao giá sẽ tới, tất nhiên là cái take profit này rồi, hoặc là cái đỉnh trên này, đúng không? Và câu trả lời thứ ba là giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu từ đâu? Mục tiêu là ở trên này, và giá sẽ muốn lên vùng này bắt đầu từ đâu? Bắt đầu thì có nghĩa là cái điểm mà giá muốn xoay chiều là từ đâu? Thì nó sẽ là từ những cái vùng kháng cự gần nhất, từ những cái vùng thanh khoản gần nhất. Nhưng mà đối với mình, đối với cả những anh em sử dụng FVG, thì anh em chỉ cần để ý FVG thôi. Vậy thì đối với chúng ta, cái điểm có thể vào lệnh gần nhất là cái điểm này. Okay, là cái điểm này, là cái FVG này, rồi phi lên. Okay, đây là mục tiêu của chúng ta, là chúng ta sẽ nhìn vào FVG này. FVG này có lẽ sẽ là vùng tiềm năng để giá tới, giá xoay chiều nó phi lên. Nhưng mà tất nhiên ấy, đây chỉ là cái dự đoán của anh em mình thôi. Đây mới chỉ là cái câu hỏi số 3, câu trả lời số 3 của anh em mình thôi. Chúng ta còn câu trả lời thứ 4, thứ 5, thứ 6 cơ. Vậy thì cái FVG này có uy tín hay không? Cái tin tức, có tin tức gì trong thời điểm này không? Có biến động trong thời điểm này hay không? Thì tất nhiên là có, lúc này là đang có tin ETF, đúng không? ETF đây là cái tin quan trọng, và chắc chắn là nó sẽ tạo ra cái sự biến động. Thế nên là FVG này nó có tín, ok, nó có sức mạnh. Vậy câu trả lời thứ 4 đã xong rồi nhá. Câu trả lời 5 và lệnh chốt lỗ như nào? Thì mình sẽ sử dụng cái break of structure, mình sẽ sử dụng cái phá vỡ cấu trúc. Thì mình sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn, như là khung H1. Sau đó làm sao? Sau đó đợi giá xuống, đợi phi xuống, hồi lại với cái vùng FVG của chúng ta. Ok,
hồi lại với một FG chúng ta. Sau đó đợi giá phá qua cái đỉnh cận nhất, phá qua cái xu hướng giảm. Vậy thì đỉnh cận nhất chúng ta loanh quanh hai cái đoạn này này. Đợi nó phá qua cái xu hướng giảm một đoạn này là chúng ta có thể bắt đầu vào lệnh và take profit ở trên này rồi. Ok, cụ thể đây đoạn này sẽ là điểm vào lệnh chúng ta, stop loss thì sẽ là đáy này, take profit có thể TP1 đây, TP2 trên này. Đấy, chúng ta sẽ đợi giá hồi về dưới những vùng này, chúng ta đánh kèo lên trên. Tại sao chúng ta lại làm vào lệnh này? Thứ nhất là cái lệnh này có lợi thế quá đầy đủ, nghĩa là chúng ta biết cái take profit tối ưu là gì. Bởi vì sao? Bởi vì không măng cái không tháng ấy, nó bảo là giá sẽ lên tới đây, không biết lên lúc nào sẽ lên, nhưng mà giá sẽ lên tới đây. Vậy là chúng ta đang có cái take profit tối ưu rồi. Thứ hai là đây là một cái take profit gần nhất, cũng như là take profit khả năng cao giá sẽ tới. Thì đây có thể là take profit 1 của chúng ta. Thì với take profit này thì khả năng rất cao khả năng tới là chúng ta đã có một cái backup dự phòng. Ok. Thứ ba là sẽ bắt đầu di chuyển mục tiêu từ đâu, thì chúng ta đã có câu trả lời khá rõ ràng là từ cái FVG0D1 này, đúng không? FVG0D1 này hoàn toàn có đủ sức mạnh để có thể đẩy giá đi lên được. Vậy là giá có thể bắt đầu di chuyển lên từ cái FVG này. Câu trả lời câu hỏi số 4 là giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu vào lúc nào? Thì ok, trong thời điểm này có tin tức quan trọng là ETF, đúng không? Vậy là thời gian hoàn toàn hợp lý để giá có biến động đi lên. Câu hỏi số 5, vào lệnh chốt lỗ như nào? Vào lệnh có nghĩa chúng ta đang tìm kiếm một cái sự xác nhận, một cái sự xác nhận, đúng không? Thì vào khung thời gian nhỏ hơn, chúng ta nhìn thấy giá đã break qua cái đỉnh gần nhất. Vậy là chúng ta có cái sự xác nhận rồi, có nghĩa là xu hướng lớn thì tăng và xu hướng nhỏ, cụ thể xu hướng này cũng đã kết thúc xu hướng tăng rồi. Và cũng đã kết thúc xu hướng giảm rồi, bởi vì nó phá qua cái đáy gần nhất. Thế nên chúng ta có đầy đủ yếu tố để có thể nói rằng giá sẽ đi lên tiếp. Chúng ta limit ở cái vùng đáy này, ở cái vùng đáy vừa bị phá này, bởi vì đây sẽ là order block. Và ok, và lệnh tới take profit. Đây là cái ví dụ đầu tiên. Và còn quản trị rủi ro như nào thì để mình nói. Nếu mà các bạn thích chơi theo kiểu cái trường phái gọi là tỷ lệ vừa cao, thì các bạn hoàn toàn có thể để cái risk nó thấp xuống. Còn nếu mà ví dụ như lệnh này, các bạn để cái tỷ lệ vừa thấp, nghĩa là dưới 1/3, thì các bạn có thể để cái risk cao, ví dụ như là 1-2% gì đấy, 1-2% gì đấy. Còn nếu bạn hay đánh tỷ lệ vừa đó là khoảng 5R, 7R, thì các bạn sẽ để thấp xuống khoảng 0,5 thôi. Thì tại sao mình đã nói là với một phương pháp này mà nhiều khi các bạn sẽ kiếm được ít R và nhiều khi các bạn sẽ kiếm được nhiều R? Thì cái này tùy thôi, là các bạn sẽ muốn cái tỷ lệ win rate của mình cao, nhưng mà cái tỷ lệ RR thấp, hay là cái tỷ lệ win rate của các bạn thấp nhưng tỷ lệ RR cao. Đấy, cái này tùy các bạn, tùy như nào. Ví dụ như là đây các bạn nhìn thấy mình xác nhận bằng 0H1, đúng không? Mình sử dụng tín hiệu xác nhận, mình trả lời câu hỏi số 5 bằng cái break of structure, bằng cái phá vỡ cấu trúc ở 0H1. Nhưng mà nếu các bạn muốn tỷ lệ RR cao, nhiều khi bạn chỉ cần tìm kiếm xác nhận ở 0M5 thôi. Tìm kiếm xác nhận ở 0M5. Đây, các bạn đợi nó phá vỡ qua cấu trúc ở đây. Phá vỡ qua cấu trúc ở đây, các bạn mua ngay tại đây. Okay. Mua ngay tại FVG này. Đây, bởi vì đây là có một cái, đây là có một cái đây, có một cái sóng hồi lên đây, sóng xuống đây, nghĩa là giá nó phá qua cấu trúc ngay sau cái nến này. Các bạn có thể mua ngay tại cái FVG này, mua ngay tại sau cái nến này, stop loss ngay dưới, take profit ở trên đỉnh này, các bạn được 5-6R. Đấy, thì đó là cách chơi với cái tỷ lệ RR cao. Nhưng mà đối với mình ấy thì mình thích cái tỷ lệ RR thấp hơn, bởi vì nó sẽ giúp cái tài khoản của mình mở rộng nhanh hơn. Vậy thì đấy, tùy cách quản lý rủi ro, vẫn là hệ thống giao dịch này thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ khác nhưng mà ở Forex cho bạn dễ hiểu hơn, liên quan đến cái vấn đề Qzone ha. Bởi vì đây là mình đang ví dụ vòng giao dịch câu trả lời thứ 4 là tin tức, là có tin tức của SCF. Còn với Qzone giao dịch hàng ngày ở trên Forex thì như thế nào? Ok, mình sẽ ví dụ các bạn. Ok, thì nay mình sẽ ví dụ với cặp USD trên GPE. Thì với cặp này chúng ta sẽ muốn, khi mà vào lệnh ở khung thời gian ngắn hạn, chúng ta sẽ muốn giao dịch ở trên cái phiên của bên châu Á và phiên New York, đúng không? Và nếu các bạn nào mà không biết cách xác định phiên thì mình khuyên các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này, ICT Qzone của LuxArco. Bật cái này lên này, lên trên đây, lên trên indicator gọi ICT Qzone. Đấy, giúp các bạn tự xác định phiên mà. À, mình chọn sử dụng ở bên này, bên đấy nội trên TikTok nên mình dùng thôi. Ok, ví dụ mình bật lên nhá thì các bạn sẽ thấy cái phiên ở khắp nơi này. Đây, đây, phiên New York, phiên London, phiên Asian. Đây. Nhưng
chúng ta sẽ bắt đầu ở trong video này trước đã. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đấy như thế nào trong cái vấn đề giao dịch của chúng ta và cách sử dụng nó để trả lời câu hỏi số 4. Thế nhưng bây giờ chúng ta cứ đi qua từng câu hỏi. Đầu tiên, ví dụ các bạn muốn giao dịch ở khung M15, giao dịch khung M5 thì mình nghĩ là các bạn nên bắt đầu soi ở khung soi giá ở khung D1. Bởi vì là cứ giao dịch khung một gian lớn thì các bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh. Thì giá sẽ di chuyển tới đâu? Đầu tiên là xác định cái check profit xa đã, giá sẽ di chuyển tới đâu? Cái xu hướng sắp tới ở đâu? Đó, nếu các bạn muốn biết xu hướng ở khung H1, xu hướng khung H4, xu hướng khung M15 thì các bạn cứ lên khung daily để các bạn ngồi soi nến. Yeah. Các bạn nhìn thấy cái gì đây? Một cái breakaway gap, xu hướng giảm ở đây. Và sao? Nó bị làm gì? Nó bị disrespect. Giá đóng nến lên trên cái FVG này, suy ra nó bị disrespect đúng không? Nó bị không tôn trọng, coi như là xu hướng giảm của cái đoạn này bị tan tành rồi. Thứ hai, chúng ta nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một cái breakaway FVG. Nào, tính chất của breakaway FVG là gì? Là nó sẽ muốn đớp cái thanh khoản gần nhất ở bên trên này trước khi, nó sẽ không muốn hồi xuống đây mà nó sẽ muốn đớp cái thanh khoản này trước, đúng không? Ok, vậy chúng ta biết là giá sẽ đi lên đây, trả lời câu hỏi thứ nhất xong. Giá sẽ di chuyển tới vùng thanh khoản gần nhất thông qua breakaway FVG, giải quyết xong 50% của vấn đề. Các bạn đã nhìn được xu hướng ở khung H4, H1, M15 là xu hướng tăng rồi. Bởi vì nó sẽ tăng lên đây, kể cả nó có xu hướng giảm ấy thì cái xu hướng giảm đấy cũng sẽ không bền vững, mà nó cũng sẽ phá xu hướng giảm và tăng lại trên đây, đúng không? Bởi vì khung thời gian lớn, khung thời gian D nó nói là sẽ tăng đoạn này thì những khung thời gian nhỏ nó phải nghe theo. Ok, giải quyết xong 50% vấn đề. Vậy cái check profit gần nhất mà khả năng cao giá sẽ tới check profit gần nhất tất nhiên là cái này, tất nhiên là đỉnh của cái nến này rồi, đúng không? Coi chỉ là 3 sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu từ đâu? Thì từ có nghĩa là bây giờ chúng ta muốn giao dịch, chúng ta biết là giá sẽ tăng đúng không, nhưng mà không phải làm chúng ta mua ở trên cái đỉnh này xong rồi chúng ta check profit trong đây xong rồi chúng ta là stop loss ở dưới cái fair value gap phải được, bởi vì tỷ lệ error sẽ rất thấp, mà chúng ta phải đợi giá hồi xuống ở khung thời gian nhỏ hơn, hồi xuống xong rồi chúng ta mua lên để chúng ta có một cái mức giá tốt hơn đấy. Và chúng ta sẽ phải dự đoán xem là giá sẽ bắt đầu kiểu hồi xuống xong rồi phi lên từ cái đoạn nào, cái đoạn mà nó hồi xuống rồi phi lên từ đoạn nào, nó sẽ bắt đầu tăng trưởng lên đây từ cái đoạn nào. Thì đối với vài người họ sẽ sử dụng hỗ trợ kháng cự để khi mà giá backtest về vùng hỗ trợ kháng cự họ mua lên check profit trên này. Đối với một vài người họ sẽ sử dụng order block hoặc là sweep liquidity, và đối với chúng ta hiện tại chúng ta sẽ sử dụng FVG. Vậy thì tìm kiếm kèo thôi. Bây giờ H1 không có gì thì chúng ta sẽ về H4 xem có kèo không. Không có một cái fair value gap nào ở đây cả, vậy thì về H1 sẽ có fair value gap mà không. Cái không có gì ở đây cả. Khung M15. Ok, chúng ta không có gì ở đây cả. Mình sẽ đợi giá di chuyển thêm một chút nữa. Ok, các bạn thấy ở thời điểm hiện tại, nó đã hình thành ra một cái FVG ngay tại vùng này, ha. Và cái FVG này nó trùng với cái đỉnh này. Đây, một cái FVG trùng đỉnh, có nghĩa là một cái FVG trùng đỉnh nó sẽ là FVG mạnh hơn bình thường, đúng không? Chúng ta sẽ muốn giao dịch ở trong cái phiên châu Á, thế nên chúng ta sẽ bật cái ITC QZO lên và chúng ta có thể thấy, ok, bắt đầu nhìn thấy cây nến này có vẻ như nó bắt đầu châu Á này. Đấy, từ từ. Vậy là chúng ta bắt đầu trả lời từng câu hỏi nhé. Câu trả lời thứ nhất, giá sẽ di chuyển tới đâu? Giá sẽ di chuyển tới vùng trên này, chúng ta từng xác định rồi đúng không? Câu trả lời thứ hai, CP gần nhất khả năng cao giá sẽ tới. Thật ra là cái câu trả lời này nó sẽ là ở trên này, nhưng mà chúng ta sẽ không muốn cái tỷ lệ TP chúng ta thấp quá, nên là nhiều khi câu trả lời này câu trả lời chả có thôi. Có nghĩa là các bạn sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn để các bạn giao dịch lên đây, nhưng mà đối với mình thì có lẽ là mình sẽ check profit trên này. Câu trả lời thứ ba là giá sẽ di chuyển tới mục tiêu bắt đầu từ đâu? Thì từ cái FVG này của chúng ta. Đấy, theo giả định của mình, gọi là giả định nhá, là giá sẽ tới FVG này rồi phi thẳng ở trên này. Đấy là cái giả định của mình. Ok, từ cái FVG này giá sẽ muốn di chuyển tới mục tiêu từ FVG này. Câu hỏi số 4, giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu vào lúc nào? Vào lúc có tin tức hoặc vào lúc diễn ra Q-Zone, là vào phiên châu Á hoặc là phiên New York. Không, phiên châu Á là cặp GPE sẽ hoạt động, hoặc là phiên New York là USD sẽ hoạt động. Thì có vẻ như lúc này nó là cặp gì? Nó sẽ là phiên châu Á. Vậy có nghĩa là mình đang định hướng là giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu
vào cái phiên châu Á này, vào phiên châu Á này. Ok. Vậy vào lệnh chốt lỗ như nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái phá vỡ cấu trúc ở khung thời gian nhỏ hơn. Cụ thể lần này mình nghĩa sử dụng khung thời gian M15 để chờ đợi cái phá vỡ cấu trúc. Ok, mình đã chờ đợi một cú break of structure. Nếu mà giá phá qua được cái đỉnh này thì đây sẽ là một cái tín hiệu tốt để chúng ta vào lệnh. Ok, vậy là giá đã phá qua rồi. Nếu mà chúng ta mua ở đây, stop loss ở đây, take profit trên cái đỉnh này, chúng ta sẽ có 5R. Ok, thế như này chúng ta có 3R rồi. Nếu chúng ta mua lại quanh đây chúng ta có 3R rồi. Đây cũng là một cái tỷ lệ R tốt. Tỷ lệ R tốt. Hoặc nếu chúng ta mua ở đây thì bạn có thể take profit 1 ở đây, take profit 1 ở đây, rồi take profit 2 trên này. Nghĩa là đây là TP gần nhất, nghĩa là đây là cái TP gần nhất, câu trả lời số 2 TP gần nhất đúng không? Nếu bạn take profit 1 ở đây thì các bạn cũng bảo toàn được vốn các bạn đâu đó có hơn 1 euro rồi. Và take profit ở đây là các bạn có 5 phải mấy euro liền. Nhưng mà tất nhiên ấy, đây này, đây là mẹo không? Đây là mẹo. Đến đoạn này là các bạn đã xác nhận được rằng ấy là giá sẽ di chuyển lên rồi đúng không? Thế nhưng mà các bạn có lựa chọn là có thể vào lệnh ngay tại đây, hoặc là các bạn limit tại cái vùng đỉnh mà giá vừa phá. Vì sao đây là break of structure? Bởi vì sao? Là bởi vì đi lên xuống đây thì đây là cái đỉnh gần nhất đúng không? Đây đỉnh nhất, cái giá phá qua rồi. Đấy. Thì các bạn có thể limit ngay tại cái đỉnh mà giá phá qua. Đấy. Nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ error xấu quá, còn các bạn có thể vào ngay tại đây bởi vì tỷ lệ error vẫn là 3,5 error, vẫn là một tỷ lệ error tốt. Các bạn có thể vào ngay ở đây nếu mà sợ lỡ kèo. Đấy. Tùy các bạn làm nào cũng được. Đấy. Thôi mình cứ để giữa cho công tâm nha. Giữa cho công tâm. Nói chung là để tối ưu tỷ lệ error chính mà. Ok. Và đây là cũng là ngay trong phiên châu Á rồi, nên chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Giá đã tới take profit đầu tiên. Và giá bắt đầu di chuyển tới take profit của chúng ta. Quá tốt. Tiếp theo mình muốn tìm thêm một vài cơ hội vào lệnh nữa. Thì có thể là thấy, có thể thấy là giá nó vẫn hình thành ra những cái fair value gap ở đây. Ví dụ trong ngày hôm nay các bạn nhìn thấy sao? Giá lại hình thành ra một cái breakaway fair value gap ở đây. Vậy có vẻ như là khá sure kèo là giá sẽ ăn thanh khoản vùng này rồi. Thế nên là ok, chúng ta lại tiếp tục vào lệnh, tiếp tục tìm điểm vào lệnh để có thể mua bán lên trên này tiếp. Và khung H4 này chúng ta vẫn chưa thấy gì cả. Và khung H1, ok, vẫn chưa thấy gì cả. Rồi, chúng ta sẽ đợi tiếp. Xem nào, H4 là gì không? Vẫn chưa thấy một cái tín hiệu gì đó để chúng ta có thể, chưa thấy một cái fair value gap ở đó. Ok, chúng ta có một fair value gap ở đây. Nào, lại lấy bảng câu hỏi ra. Lấy bảng câu hỏi ra. Giá sẽ di chuyển tới đâu? Thì như cái khung daily đã biết, giá sẽ di chuyển tới đây. Ok, chúng ta đã xác nhận được là giá sẽ di chuyển tới đây rồi. Đây là một cái take profit khá là tốt của chúng ta. TP gần nhất khả năng cao giá sẽ tới. Thì tất nhiên là cái TP gần nhất, tất nhiên là cái đỉnh cũ rồi. Tất nhiên là cái đỉnh gần nhất này rồi. Là TP gần nhất rồi. Nếu bạn có ý định mua lên. 3. Giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu từ đâu? Từ đâu? Thì ngay trong thời điểm này chúng ta có một cái FVG không H1. Đây là một cái FVG. Thì sao? Thì theo nhận định của chúng ta, theo giả định của chúng ta, giá sẽ tới cái FVG này. Sau đó nó sẽ lên ăn thanh khoản cái TP1 ở đây và TP2 ở đây. Ok. Và đây là cái giả định của chúng ta. Ok, và nếu nó đi đúng cái giả định như vậy thì giá sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu từ cái FVG này. Là câu trả lời thứ 3, nó bắt đầu di chuyển từ cái đoạn này. Và bắt đầu di chuyển từ lúc nào? Thì từ giao dịch ngắn hạn đúng không? Thì nó sẽ giao dịch từ trong cái Q zone là phiên châu Á hoặc là phiên New York. Đúng không? Thì mình sẽ bật lên và mình thấy ok, đây là phiên châu Á, đây là phiên châu Á. Vậy đây có thể là một thời điểm tốt để chúng ta giao dịch. Đối với những cái FVG không H1, các bạn cứ vào M5 để các bạn tìm xác nhận ở mình. Ok. Ở chúng ta có thể thấy là ngay tại thời điểm này giá di chuyển này sao? Và nó break cái đỉnh này ở cái nến này, break cái đỉnh gần nhất ở cái nến này. Vậy là chúng ta đã có sự xác nhận. Chúng ta có thể làm một lệnh long ngay tại đây. Cái entry, cái entry nó cũng không khác. Đoạn này cái entry cũng giống nhau, không khác lắm. Check profit, TP1 có thể ở đây, nhưng mình có thể thấy là cái TP này nó ngắn quá, nó còn dưới 1R cơ, nên mình cứ phóng thẳng ở trên này.
cứ phóng thẳng lên trên này. Ok, game xác suất mà, các bạn lo gì. Ok, và đang ở phiên châu Á. Thế nên là chúng ta đã trả lời được câu hỏi số 4 là sẽ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu vào lúc nào. Thế nên là phiên châu Á, ok. Nếu mà giá lên tới check profit ở đây, hoàn toàn có đủ động lực, hoàn toàn có đủ cái biến động. Bởi vì thời gian dẫn đến sự biến động. Và đây là phiên châu Á, cái phiên mà cái cặp USD GBP này di chuyển mạnh. Thế nên là hoàn toàn có đủ cái sức mạnh, hoàn toàn có đủ lực đẩy để giá có thể lên trên này được, đúng không? Câu trả lời 5 vào lệnh chốt lỗ nào. Chúng ta đã có sự xác nhận, chúng ta đã trả lời câu hỏi số 5 thông qua cái việc sử dụng cái breakout structure ở khung nhỏ hơn là khung M5. Và chốt lỗ ở dưới đáy này, dưới đáy này. Okay. Quản lý rủi ro thì đây là kèo có cái tỷ lệ take profit khá là thấp, cái tỷ lệ RR khá là thấp. Thế nên là các bạn có thể risk nhiều hơn một chút. Ví dụ như kèo lần trước tệm kiểu các bạn có một cái tỷ lệ RR là 1/4 đúng không? Thì nhiều khi các bạn chỉ vào có 0,5% tài khoản thôi. Nhưng mà với những cái kèo như này các bạn có thể vào 1% tài khoản. Có thể. Tại sao không? Bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn tỷ lệ RR thấp, có nghĩa là các bạn xác nhận kỹ hơn với cả cái win rate của bạn sẽ cao hơn. Các bạn được quyền làm thế. Ok, và kết quả đương nhiên rồi, chúng ta đã take profit. Whatever. Vậy đấy là hai cái ví dụ đâu đó, được không, ba ví dụ chứ, một ví dụ Bitcoin và hai cái ví dụ về Forex, cho thấy cách các bạn có thể giao dịch được với cái hệ thống FVG này. Cái quan trọng nhất đương nhiên vẫn là cái yếu tố thứ nhất, và yếu tố số 2 là giá di chuyển tới đâu thông qua việc sử dụng không gian lớn hơn và xác định cái trend của khung thời gian nhỏ hơn. Đấy. Các bạn chỉ cần học cách xác định được giá di chuyển tới đâu ở khung thời gian lớn thông qua việc sử dụng breakaway FVG là nó đã giúp các bạn ao chỉnh rất nhiều trader khác rồi. Sau cái video thứ 12 trong chạy ưu tiên thì có thể là mình sẽ không làm video YouTube trong một thời gian dài nữa, bởi vì chúng ta đã có một cái hệ thống giao dịch để chúng ta có thể bắt đầu giao dịch được rồi, và mình muốn các bạn thuần thục cái hệ thống giao dịch này, cũng như là các bạn sẽ có những cái kết quả để các bạn feedback cho mình. Mình có một cái nhóm này mình sẽ để ở cái phần dưới cái phần bình luận và cái phần comment mô tả video. Đây là một cái nhóm Telegram miễn phí, ai cũng có thể vào, và các bạn có thể vào đấy để các bạn có thể nói chuyện với nhau, cùng thảo luận về cái phương pháp hệ thống giao dịch này. Ok, không thu phí gì cả, không bắt yêu cầu rep gì cả, nó chỉ là một cái hệ thống nhóm, một cái nhóm chat bình thường để chúng ta có thể nói chuyện với nhau thôi. Tại vì các bạn, mình mong các bạn có thể có một cái lợi nhuận từ cái hệ thống giao dịch này. Cái hệ thống giao dịch này, bạn biết là có tận 6 yếu tố liền. Vậy có nghĩa là sẽ mất rất nhiều thời gian để các bạn có một cái kèo vào lệnh. Thế nhưng với 6 yếu tố này thì có lẽ đây là một phương pháp có tỷ lệ thắng cao và lọc kèo rất kỹ càng, toàn những kèo chất lượng thôi. Và mình mong là đối với các bạn trader mới, các bạn sẽ học thói quen lọc ra những cái kèo thực sự tốt như thế này cho mình. Bởi vì nếu các bạn cứ vào những kèo nửa vời ấy, thì cái tỷ lệ thắng của bạn sẽ thấp và nó sẽ khiến các bạn nản. Mình không muốn được đấy xảy ra. Thì thà chúng ta vào ít kèo nhưng cái tỷ lệ win cao, có phải là một thứ sẽ tốt hơn không? Sắp tới thì mình sẽ tập trung vào làm video TikTok nhiều hơn. Thế nên là các bạn có thể nhìn thấy mình ở trên TikTok nhiều hơn. Với cả mình vứt áo tù đi rồi, nên là sắp tới các bạn sẽ thấy mình mặc cái áo bình thường xuất hiện trên TikTok khá nhiều. Whatever. So, tạm biệt các bạn, năm mới vui vẻ.